chơi. Chị đếm tiền giùm em. Hai mươi sáu triệu không chấp chứng nước và chứa chứng nước hàng nữa đúng không? Bạn Hàn giỏi quá à? Được, ok, chờ bình tí. Thiếu 91 ngàn đúng không? Ok, đây 90. Ờ, 95 đi. Rồi, thank you. Đây đủ đấy. Rồi, em cảm ơn nhé. Cảm ơn mọi người. Đấy, hôm nay mình đi mua cái nhẫn của tiệm vàng Kim Huy Thành. Đây có chủ đấy. Rồi, chào các bạn nhé. Tiệm quá đẹp luôn chị ơi. Năng công. Ok, chắc bây giờ em thanh toán tiền nhỉ? Dạ.